nhiều người khổ về lấp và đi chữa rất khó khăn. Nhưng mà nếu như có cái tai hồng thì người ta dùng cái bài thuốc đinh hương thị đế, nói đến mùa thu có một cái hình tượng đó là quả hồng trong cái mâm ngũ quả. Trong quả hồng có một vị thuốc rất quý, hiếm và tương đối đặc biệt. Vị thuốc là cái tai quả hồng, tên thuốc là thị đế. Ở trong này dùng sử dụng cái tai hồng để làm gì? Làm vị thuốc chống lấp kết hợp với đinh hương. Thì đây là bài thuốc rất hiệu nghiệm. Nhưng lưu ý, đinh hương là kỵ lửa. Nếu như các bác tự làm hoặc là vô tình thì không thể an toàn được. Mà gì, cái lẩy nó xảy ra cái ung. Tốt nhất khi đã có trường hợp người nhà là bị lấp như thế, lên đưa đến các cơ sở y tế. Và cái việc này chỉ đạo một cái, thông báo cho các bác biết, lên trân quý những cái sản vật của mình và có tác dụng như vậy. Chứ không phải đây là để nói để các bác sau này làm thay cơ sở y tế. Đấy là một cái hiểu sai.